Nãy mình chia sẻ với bạn cách bắt con bò cạp nhá. Mình tính bắt con này để vô nướng ăn. Cạp rất là nhiều dinh dưỡng, nhiều chất đạm luôn. Bắt nó thì các bạn đừng làm nó đau nhá. Mình đặt tay bình thường thôi. Đấy, nó tự bò lên à. Đấy. Loại này nó hiền lắm, nó không cắn đâu, nó chỉ chích thôi các bạn. Ơi, rồi. Nói vậy thôi chứ không có chích. Đấy. Nếu mình làm đau nó thì nó mới chích thôi các bạn. Còn để nhẹ nhàng thì không bao giờ nó chích. Đấy. Này đùa vui thôi nha các bạn, đừng làm theo nha. Chỉ những thanh niên nghiêm túc thì mới đùa với bò cạp được, nó không có chích. Còn thanh niên mà bậy bạ thì đụng bò cạp nó chích lên nha các bạn. Đấy, rất là nhẹ nhàng. Bò cạp nó rất sợ ánh sáng, cho nên mình khi bắt nó thì phải để trong bóng tối thì nó không có, nó sẽ nằm im. Đấy. Nghịch chơi xíu vậy thôi, giải trí cho vui. À, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé. Nhớ đăng ký kênh và theo dõi những video mới. Xin chào các bạn.